Nhà khoa An Khang hân hạnh kính chào quý khách. Vì một nụ cười tươi và khỏe của các bạn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc răng miệng và làm đẹp như cạo vôi răng, trám răng thẩm mỹ, nhổ răng không đau, chữa tủy răng, trồng cấy tháo lắp, trồng răng sứ thẩm mỹ, cấy ghép implant, niềng răng hô mớm lệch lạc. Người dẫn đầu cũng là chủ phòng khám nha khoa An Khang, bác sĩ Nguyễn An Hiếu, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành răng thẩm mỹ và làm đẹp tại các cơ sở nha khoa lớn với tiêu chuẩn 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, anh đã quay về quê hương để mở phòng khám với mong muốn được cống hiến một chút sức lực và kinh nghiệm trong ngành làm đẹp răng thẩm mỹ cho người dân tại địa phương. Phòng khám nha khoa An Khang với đầy đủ trang thiết bị hiện đại có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu chăm sóc răng miệng và làm đẹp của quý khách hàng. Kính mời quý khách hàng hãy đến với nha khoa An Khang, tọa lạc tại địa chỉ quốc lộ 19, thôn Hoành Quang, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Số điện thoại 0936 211 339 Hiếu hoặc 070 808 5388 chị Phượng. Chúng tôi cam kết sẽ phục vụ quý khách tận tâm, tận tình, luôn luôn có những chương trình ưu đãi giảm giá hấp dẫn để quý khách có thể trải nghiệm hết tất cả các dịch vụ tại nha khoa An Khang. Xin chân thành cảm ơn quý khách.